Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 7 tóm tắt bài 6 trang 15 đến trang 17, đọc mở rộng theo thể loại. Đừng từ bỏ cố gắng theo Trần Thị Cẩm Quyên. Thì khi đọc văn bản nghị luận về một vấn đề đời sống thì các em nên xác định ý kiến lý lẽ bằng chứng được nêu trong văn bản, rồi vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa ý kiến lý lẽ bằng chứng, chỉ ra mục đích viết của văn bản và mối quan hệ giữa mục đích viết. Đặng Thùy Trâm từng viết: đời phải trải qua giông tố, nhưng chớ có cúi đầu trước giông tố. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với khó khăn, thách thức, trở ngại và thất bại. Bởi không có con đường nào là bằng phẳng dễ đi. Nếu muốn thành công thì trước hết phải học cách chấp nhận, đối mặt, vượt qua thất bại của chính mình. Có thể nói thất bại đáng sợ nhất của cuộc đời chính là không chiến thắng bản thân, không nỗ lực theo đuổi mục tiêu lý tưởng mà mình đã chọn. Quả thật như vậy, việc kiên trì nỗ lực để cố gắng theo đuổi mục tiêu lý tưởng là rất quan trọng. Cuộc sống thăng trầm như bản hòa ca không phải lúc nào cũng suôn sẻ, dễ dàng và êm đềm thành công. Thất bại là điều khó tránh, nhưng đó chính là người thầy đầu tiên của chúng ta trên đường đời. Đôi lúc ta tự trách vì những cái quyết định sai lầm của mình, nhưng đó là lúc ta cần nhận thức và rút ra bài học, biến thất bại thành đòn bẩy để hướng đến thành công, không suy sụp hay là bỏ cuộc. Bạn biết không, có những thành công bắt đầu từ những thất bại, khó khăn, hàng vạn lần. Chẳng hạn như Thomas Edison, mấy ai biết rằng khi còn nhỏ Edison đã từng bị đánh giá là dốt đến mức không học được bất cứ thứ gì. Ông đã phải trải qua hàng ngàn thất bại trước khi phát minh ra dây tóc bóng đèn, phát minh mang đến kỷ nguyên ánh sáng cho nhân loại. Hay như Nick Vujicic, chàng trai sinh ra đã khiếm khuyết tứ chi, thời đi học đã từng bị bạn bè chọc ghẹo đến mức muốn bỏ cuộc. Bất chấp tất cả những rào cản và khó khăn, Nick đã khao khát sống và không ngừng vươn lên. Giờ đây anh đang sống một cuộc đời hạnh phúc, anh có một gia đình nhỏ, có thể bơi lội, chụp ảnh, lướt ván, trở thành nhà diễn thuyết nổi tiếng và là người truyền cảm hứng cho nhiều người để vươn đến một cuộc sống không giới hạn. Quả đúng như George Eliot từng nói là thất bại duy nhất mà ta nên sợ đó là không bám lấy mục tiêu mà mình biết là tốt nhất. Câu chuyện của Thomas Edison và Nick Vujicic đã cho ta một bài học quý giá: đừng bao giờ từ bỏ nỗ lực và ước mơ. Bởi chính sự kiên trì, bền bỉ và những bài học tích lũy được qua những lần vấp ngã sẽ tôi luyện bản lĩnh mở rộng tầm nhìn, giúp ta trưởng thành hơn. Cuộc sống sẽ càng trở nên thú vị hơn nếu có đủ các gia vị ngọt bùi, cay đắng, có cả nỗi buồn và niềm vui, đau khổ và hạnh phúc. Thay vì thất vọng và ghét bỏ những chiếc gai sắc nhọn của đóa hoa hồng, thì bạn hãy ngắm nhìn và yêu thích màu hoa rực rỡ kia xa của nó. Chúng ta chỉ có 24 giờ mỗi ngày để sống, hãy sống thật ý nghĩa, đừng để thất bại làm bạn gục ngã trên con đường tiến về phía trước. Bạn thân mến, hãy can đảm đối mặt với khó khăn, thất bại và đừng bao giờ từ bỏ cố gắng. In trong Văn học và Tuổi trẻ, Viện Nghiên cứu sách và Học liệu Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số tháng 11/2021. Như vậy chúng ta vừa theo dõi văn bản. Về nội dung chính thì văn bản này đưa ra một cái thông điệp ý nghĩa, đó là đừng từ bỏ cố gắng. Việc cố gắng không ngừng sẽ khiến cuộc sống trở nên thú vị với đầy đủ các gia vị ngọt bùi cay đắng, cả nỗi buồn và niềm vui, đau khổ và hạnh phúc. Tiếp theo phần hướng dẫn đọc một nhỏ, vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa ý kiến, lý lẽ, bằng chứng trong văn bản. Như vậy chúng ta sẽ vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa ý kiến, lý lẽ, bằng chứng trong văn bản. Thì vấn đề cần bàn luận ở đây đó là đừng từ bỏ cố gắng, thì nó sẽ có hai cái ý kiến. Ý kiến 1, thất bại đáng sợ nhất là không chiến thắng bản thân, không nỗ lực theo đuổi mục tiêu lý tưởng mình chọn. Lý lẽ, kiên trì, nỗ lực để cố gắng theo đuổi mục tiêu lý tưởng là rất quan trọng. Bằng chứng, cuộc sống thăng trầm như bản hòa ca không phải lúc nào cũng suôn sẻ, dễ dàng và êm đềm thành công. Thất bại còn là người thầy đầu tiên của chúng ta trên đường đời.
Ý kiến 2. Những thành công bắt đầu từ những thất bại khó khăn. Lý lẽ, đừng bao giờ từ bỏ nỗ lực và ước mơ. Bằng chứng, Thomas Edison thất bại nhiều lần trước khi phát minh ra dây tóc bóng đèn. Nick Vujicic bất chấp tất cả khó khăn để trở thành nhà diễn thuyết nổi tiếng, truyền cảm hứng sống. Tiếp theo số 2 nhỏ, văn bản trên được viết ra nhằm mục đích gì? Thì văn bản trên viết ra nhằm mục đích đó là truyền cảm hứng. Khi đối mặt với những khó khăn, thử thách hay là thậm chí cả thất bại, thì cũng đừng bao giờ từ bỏ đi cái sự cố gắng vươn lên nhất định thành công sẽ đến. Tiếp theo câu 3 nhỏ chỉ ra những đặc điểm của văn bản nghị luận về một vấn đề đời sống trong đừng từ bỏ cố gắng và tác dụng của các đặc điểm ấy trong việc thực hiện mục đích văn bản dựa vào bản sao làm vào vở. Như vậy ở đây chúng ta có các đặc điểm của văn bản nghị luận về một vấn đề đời sống. Thể hiện rõ cái ý khen chê đồng tình phản đối với hiện tượng vấn đề cần bàn luận. Thì biểu hiện trong văn bản đừng từ bỏ cố gắng. Văn bản bàn luận về vấn đề đặc sắc hoặc dẫn để lại nhiều ấn tượng cho bạn đọc. Tác dụng xác định làm nổi bật ý kiến được nêu. Trình bày những lý lẽ bằng chứng để thuyết phục người đọc, người nghe. Biểu hiện trong văn bản. Thất bại đáng sợ nhất là không chiến thắng bản thân, không nỗ lực theo đuổi mục tiêu lý tưởng của mình. Những thành công bắt đầu từ những thất bại. Tác dụng trong việc thực hiện mục đích văn bản đó là dẫn chứng các chi tiết nổi bật từ văn bản. Tiếp theo, ý kiến lý lẽ bằng chứng được sắp xếp một cách trình tự hợp lý. Đưa ra ý kiến thuyết phục rằng thất bại đáng sợ nhất là không chiến thắng bản thân. Đưa ra ý kiến thuyết phục bằng những thành công bắt đầu từ những thất bại khó khăn. Tác dụng thuyết phục dễ hiểu, cuốn hút người đọc. Như vậy thì đến đây các em vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 7. Thì sau khi xem xong các em thấy thích hãy chia sẻ mọi người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt, chào tạm biệt các em.